Tiểu thuyết, bộ ba tiểu thuyết Tatara, tác giả Alphonse Daudet, người dịch Trân Châu, người đọc Trân Châu. Phật Tarascon, tập 1. Đó là vào tháng 9 ở miền Provence, vào mùa hái nho, cách đây 5 hay 6 năm, từ một chiếc xe ngựa 4 bánh đã thắng cương của hai người xứ Ca Mạc chở chúng ta đi hết tốc lực. Thị sĩ Misan, con tay lớn của tôi và tôi, đến nhà ga Tarascon và đám chiếc xe lửa nhanh PLM, thời gian cuối ngày thật thần thánh vì có sắc màu nhạt nồng cháy. Một ngày ngặt nghèo, mệt mỏi, cháy bỏng, đầy đam mê như một gương mặt phụ nữ đẹp ở đằng kia. Không có làn gió nào dù chúng tôi chạy xe rất nhanh. Lau sậy Tây Ban Nha có những dải lá dài, thẳng và cứng ở ven đường. Và ở mỗi con đường thôn quê có màu trắng tuyết, một màu trắng trong mơ. Nơi bụi bặm khua trong bất động, dưới bến xe, một loạt xe ba gác chở đầy nho đen. Chỉ màu đen thôi, các cậu trai và cô gái đến đằng sau, câm lặng nghiêm nghị, tất cả đã cao lớn, bắt gặp rất hài hòa, có cặp chân dài và mắt đen lánh. Những chùm mắt đen và nho đen, người ta chỉ thấy thế trong những chiếc thùng ủ nho, dưới những chiếc nón nỉ có vành được những người hái nho đội sùm sụp, dưới những chiếc khăn quàng trên đầu mà các bà giữ mũi khăn ở giữa hai hàm răng khít. Đôi khi ở góc một cánh đồng, một chiếc thập tự được dựng lên trên bầu trời trắng xóa, ở mỗi nhánh của cặp tự có một chùm nho nặng màu đen, lủng lẳng như lễ vật tạ ơn. Xem này, Miss San lém cho tôi bằng một cử chỉ mũi lòng, một nụ cười tự hào giống như một người mẹ trước những biểu hiện ngoại đạo một cách chất phác của dân Provence quê anh. Rồi anh tiếp tục kể chuyện, một câu chuyện mỹ lệ nào đó ngát hương và vàng óng ở các bờ sông Rhone, như thi sĩ Goethe dùng Provence gieo vào trong gió bằng đôi bàn tay luôn mở rộng của mình. Một tay là thơ, còn một tay là hiện thực. Ôi phép màu của câu chữ, hài hòa thần kỳ của thời gian, cảnh trí và truyền thuyết đầy tự hào của nông dân mà thi sĩ kể cho chúng tôi dọc con đường hẹp giữa những cánh đồng ô liu và đồng nho. Chúng tôi thật khỏe khoắn, đời sống của tôi thật trắng tinh và nhẹ nhàng. Bỗng nhiên cặp mắt tôi mờ đi, một nỗi khắc khoải bóp nghẹn tim tôi. Cha ơi, cha xanh xao quá, con trai tôi nói với tôi, giờ tôi chỉ đủ sức để thì thào. Khi chỉ cho con xem tòa lâu đài của Juhone, có bốn ngọn tháp đang nhìn vào tôi từ cuối cánh đồng, đó là Tarascon. Làm gì chúng tôi có một vụ việc to tát cần giải quyết. Giữa người dân Tarascon và tôi biết tánh tình họ cố chấp, còn giữ hằn thù đen tối về những trò đùa của tôi về thành phố và dĩ nhân lừng danh của họ là Tataran tuyệt diệu. Những lá thư, những lời đe dọa đặt danh thường cảnh báo tôi. Nếu chừng nào ngươi đi ngang Tarascon, coi chừng đấy, những người khác quơ trên đầu tôi sự trả thù của vị anh hùng. Hãy rung eo phát rét đi, còn thư tử già, còn mó và nanh vuốt đây. Một con sư tử có mó, quỷ thật. Còn nghiêm trọng hơn nữa, tôi biết được qua vị tư lệnh sở hiến binh miền rằng có một người bán hàng dạo, mang tên đồng âm hay chỉ là trò cợt nhã, đã ký tên Alphonse Daudet ở sổ ghi chép của khách sạn, và thình lình thấy mình bị tấn công ở cửa một quán cà phê và bị đe dọa sẽ dìm chết dưới sông Rhone. Theo truyền thông địa phương, De Prenne au De Prenne, Casus Caron, Du Fenestrum, De Tarascon, De Den Le Rose, đó là một khổ thơ từ năm 93, còn được hát ở đó, nhấn mạnh những lời bình phẩm hắc ám về thảm kịch được các tháp của Juhone đã làm nhân chứng vào thời ấy. Thế nên, tôi không vui sướng chút nào khi bị treo đầu ở một cánh cửa sổ ở Tarascon. Tôi run tránh trong các chuyến đi đến miền Nam, đi ngang cái thành phố tốt lành này. Thế mà lần này, một số phận xui rủi thì mong muốn đến ôm hôn Miss San thân yêu, không thể đón xe lửa nhanh đến nơi đó, đã ném tôi vào móng của con sư tử có mỏ. Hơn, giá như tôi chỉ có Tatara trong một cuộc gặp gỡ giữa người với người, một cuộc đấu tay đôi bằng tên tẩm thuốc độc dưới bóng cây của tháp thành phố, thì tôi không hề sợ. Nhưng cơn giận của cả đám dân chúng và sông Rhone, còn sông Rhone bao la kia. À, tôi đáp lời bạn rằng mọi chuyện không phải màu hồng trong đời sống của một tiểu thuyết gia. Chuyện lạ lùng, chúng tôi càng đến gần thành phố thì những con đường càng vắng người. Những chiếc xe ba gác hái nho càng hiếm hoi. Chẳng bao lâu trước mặt chúng tôi chỉ còn lại con đường trống trải trắng xóa, và xung quanh là miền quê rộng thênh thang và cô liêu như quang mạc. Thật kỳ lạ, Miss San ấy, thật khẽ và hơi ấn tượng, tưởng như là ngày Chủ nhật. Nếu là ngày Chủ nhật thì chúng ta đang nghe tiếng chuông rồi.
Con trai tôi nói thêm cùng một giọng điệu vì không khí im lặng đang trùm phủ lên thành phố. Và dùng ngoại ô ở đây có điều gì đó đè nặng. Không có gì cả, không có tiếng chuông, không có cả một tiếng kêu nào. Ngay cả những động tác của người đóng xe ngân gian trong trẻo trong không khí rung động ở miền Nam. Tuy nhiên, những ngôi nhà đầu tiên ở ngoại ô hiện lên ở đầu đường. Một chiếc chối xe dầu, một sở thu thuế, trác giữa mới. Chúng tôi đã đến nơi, và nỗi kinh hoàng của chúng tôi thật lớn. Vì khi đi vào con đường trái sỏi dài, thì nó thấy nó bị bỏ hoang. Những cánh cửa và cửa sổ đóng chặt, không có chó nào mèo nào, không có trẻ em hay gà mái, không có người. Cánh cổng bốc khói của ông thợ rèn thiếu hai bánh xe cắm vào như thường lệ. Những tấm rèm lớn là những hàng dậu che cho những thềm nhà xứ Tarasco đầy ruồi ra vào biến mất như những con ruồi và những mùi xúc tỏi mà mọi nhà bếp đáng lẽ đã bốc lên vào giờ đó. Tarasco không bốc mùi tỏi. Tưởng tượng xem có điều gì tương tự. Miss Lam và tôi, chúng tôi nhìn nhau hoảng hốt và thật sự có chuyện gì đó đã xảy ra. Chờ đợi tiếng gầm gừ của cả đám dân mê sảng mà lại thấy sự im lặng chết chóc của thành Pompeii. Trong thành phố, nơi chúng tôi có thể gọi tên từng căn nhà, mọi cửa hàng thân thuộc dưới mắt mình từ thời thơ ấu, cảm giác trống vắng và hoang phế trở nên càng ấn tượng hơn. Đóng chặt tiệm thuốc Tây Besuke ở quảng trường nhỏ, tiệm bán vũ khí Costercan cũng đóng cửa như thế, và tiệm bánh mứt Rebifa, nổi tiếng vì kẹo thơm Berlingo, biến mất. Những pano nhỏ của ông trưởng khế Campbellet và bán hiệu trên dải sơn của Marie Joseph Spirion S. Cupanes. Người sản xuất xúc xích ngắn dùng Adler, vì xúc xích ngắn dùng Adler luôn được làm ở Tarasco, và tôi lưu ý khi đi ngang có sự phủ nhận công lý lịch sử này. Nhưng cuối cùng thì những người dân Tarasco ra sao rồi? Chiếc xe ngựa bốn bánh của chúng tôi lăn bánh trên đường, trong bóng mát của những cây ngô đồng, cách khoảng những thân cây màu trắng và trơn, nơi đó không còn một con ve sầu nào gái, ve sầu cũng bay biến hết rồi. Và trước nhà của Tartaran, tất cả các cửa chớp đều đóng, mù và căm như những căn nhà lân cận, áp vào bức tường thấp của khu vườn nhỏ lừng danh, không còn học sáp đánh dài, không còn cậu bé đánh dài nào hét lên với bạn, đánh dài ông ơi, một người nói với chúng tôi, có lẽ câu dịch tả, ở Tarasco, thật vậy khi có một nạn dịch đến, người dân dọn nhà đi và cắm trại với những chiếc lều cách xa thành phố. Cho đến khi làn khí độc trôi xa, nghe chi dịch tả mà những người dân vô văn sợ khủng khiếp. Người đánh xe cho những con vật lồng lên. Và vài phút sau, chúng tôi dừng ở cầu thang nhà ga, vặt vẹo trên cao một cầu cạn, dọc theo và chế ngự thành phố. Ở đây chúng tôi tìm lại được sự sống, giọng người, những gương mặt ở nơi giao nhau của các đường ray, những chiếc xe lửa nối tiếp nhau không ngớt, lên xuống, dừng lại như những tiếng khua của cửa xe, những tiếng gọi ở trạm. Tarasco, dừng 5 phút, đổi xe đến Nîmes, Montpellier. Ngay lập tức, Miss San chạy đến chỗ nhân viên kiểm soát, người phục vụ già không rời khỏi nhà ga từ 35 năm nay. Ê này, thầy cả Pica, còn những người Tarasco đâu? Họ đâu rồi? Các ông đã làm gì họ? Người kia ngạc nhiên vì chúng tôi ngạc nhiên. Sao kia các ông không biết sao? Các ông ở đâu ra vậy? Họ đã thông báo rất nhiều. Họ đến đảo Port Tarascon. À phải ông bạn, những người Tarascon đã lên đường, đi lập thuộc địa. Tartaran lừng danh dẫn đầu và mang hết mọi thứ theo ông ta, dọn cả con rồng huyền thoại đi luôn. Ông dừng lại để ra lệnh cho hoạt động dọc đường ray, trong khi dưới chân chúng tôi rút tà dương. Chúng tôi nhìn những ngôi tháp dân, những tháp chuông lớn nhỏ của thành phố bỏ hoang dâng lên, những bức tường thành xưa được mặt trời thép vàng với tông màu bánh rán giòn tuyệt vời và tạo ra một ý niệm chính xác là chỉ còn lớp vỏ bánh. Và nói với chúng tôi xem, ông Pica, Bissan hỏi ông nhân viên đang đến với chúng tôi với một nụ cười tốt lành không hề lo âu khi biết Tarascon đang ở trên đường xe đi. Vụ di tản này xảy ra lâu chưa? 6 tháng trước. Và người ta không có tin tức gì về họ sao? Không có tin gì. Tội lỗi, ít lâu sau chúng tôi nhận được tin tức chi tiết cụ thể khá đủ để cho phép tôi kể cho quý vị nghe cuộc di dân của đám dân nhỏ bé dũng cảm này đi theo vị anh hùng của chúng ta và những chuyện phiêu lưu tai hại đã tấn công họ. Pascal đã nói, phải có điều dễ chịu và sự thật, nhưng sự dễ chịu này phải đạt được từ sự thật. Tôi đã cố gắng thích nghi với chủ thuyết của ông trong câu chuyện về Port Tarascon. Câu chuyện lấy ra từ sự thật.
Từ những bức thư của những di dân, từ bài ký sự của người thư ký trẻ của Tartara, từ những lời khai của nhân chứng mượn ở tờ báo tòa án. Và khi các bạn gặp đây đó vài câu chuyện sư Tarascon không quá phóng đại, cầu cho những vết nứt rạn cắn gặm tôi đi nếu đó là do tôi bịa chuyện. Chương 1. Tarascon ta thán về tình trạng mọi chuyện, những con bò, các cha người da trắng, một người Tarascon trong xứ sở, tu viện Pomeroy Goose bị bao vây và đầu hàng. Frankopan, bạn thân, tôi không hài lòng về nước Pháp, nhà cầm quyền làm đủ mọi trò. Một buổi tối, Tartarin thốt lên như thế trước lò sưởi của câu lạc bộ, như giọng điệu và cử chỉ mà ta có thể tưởng tượng ra. Những lời nói đáng nhớ tóm tắt rõ những gì ông nghĩ và nói với Tarascon Sihon vào 2 hoặc 3 tháng trước khi di tản. Người Tarascon nói chung không quan tâm đến chính trị, vốn biến nhát thờ ơ với mọi chuyện không tác động đến địa phương mình. Đó là tình trạng mọi chuyện, họ nói, không ít hơn. Thời gian gần đây, người ta trách họ một đống chuyện về tình trạng mọi chuyện. Các nhà cầm quyền của chúng ta đã làm đủ mọi trò, Tartarin nói. Trong cụm từ đủ mọi trò, ban đầu có vụ cấm đấu bò mộng. Các bạn chắc là biết chuyện về người Tarascon nọ là tín đồ cơ đốc rất tệ và là hạng người vô lại, mà sau khi chết vẫn rất ngạc nhiên khi được đưa vào thiên đường, trong khi thánh cha quay lưng không buồn ra ngoài nữa, mặc dù có khổ hình là giữ chìa khóa tù. Lúc ấy thì thánh cha làm gì đây? Ngài cử một thiên thần kêu thét trước bầu trời gán giọng, tê tê lũ bò, tê tê lũ bò là tiếng thét trong các cuộc đấu bò ở Tarascon. Nghe thế tên cướp đổi sắc mặt, các vị có đấu bò à? Ngay ở đây hỡi thánh cha, đấu bò à, ta nghĩ là tuyệt lắm con à. Ở đâu vậy? Nó được tổ chức ở đâu? Những cuộc đấu bò trước cửa thiên đàng. Ở đấy có không gian rộng, còn biết đấy. Lập tức người Tarascon vội lao ra ngoài để xem, và những cánh cửa thiên đường đóng sập lại trước anh ta mãi mãi. Nếu ở đây tôi nhắc về truyền thuyết này, vốn già cúp bình thiết như những chiếc băng ghế ở quảng trường thành phố, là để chỉ rõ niềm đam mê của dân Tarascon đối với các cuộc đấu bò mộng và cơn giận khi nghe bài tập thể thao này bị xóa sổ. Sau đó đến lệnh trục xuất các cha trắng, buộc họ phải đóng cửa tu viện Pomeroy Goose, nằm vắt vẻo trên ngọn đồi xám xịt rau húng tay và quải hương đã tọa lạc ở đó từ nhiều thế kỷ qua, ở cửa vào thành phố mà người ta có thể nhận ra giữa các rặng thông dải đăng ten của những chiếc tháp chuông nhỏ reo vang trong gió mát buổi sáng với tiếng hót của chim sơn ca, và lúc hoàng hôn với tiếng kêu mang mát buồn của chim choắt mỏ công. Dân Tarascon rất yêu mến các cha trắng, dịu dàng, tốt bụng, vô hại, và biết hái những loại cỏ thơm mọc đầy trên ngọn núi Tí Hon và chiết xuất thành một loại rượu thuốc tuyệt hảo. Họ cũng yêu mến như thế đối với món pate chim én và bánh lê là những quả mộc hoa được bọc trong một lớp lợp nhão mịn và vàng ống được tu viện cung cấp. Cho nên, khi lệnh chính thức buộc phải rời khỏi tu viện được gửi cho các cha trắng, và các vị này từ chối rời khỏi, thì 1.500 đến 2.000 người Tarascon ở cộng đồng phụ khuân giác, người đánh giày, người dỡ hàng ở những chiếc tàu trên sông Rôm, nói tóm lại là những người được gọi là tầng lớp thấp, đến tự giam mình trong tu viện Pomeroy Goose với các tu sĩ. Với thị dân Tarascon, quý ông ở câu lạc bộ Tartarin dẫn đầu cũng nghĩ rằng phải ủng hộ chính nghĩa thánh, không có phút nào do dự. Nhưng người ta không lao vào một công cuộc như thế mà không chuẩn bị kỹ. Tầng lớp thấp làm vậy là tốt, nhưng hành động qua là khinh suất. Trước hết phải có trang phục, và họ đã đặt những bộ trang phục thập tự chinh, những chiếc áo dài đen với chiếc thập tự to màu trắng trên ngực áo, và khắp nơi đằng trước đằng sau được đính những chiếc xương đùi. Động tác mai dính này tốn rất nhiều thời gian. Khi mọi thứ được chuẩn bị sẵn sàng, tu viện đã được đầu tư, các toán quân dây quanh tu viện thành 3 dòng, cắm trại ngoài đồng và trên các triền dốc đá của ngọn đồi nhỏ. Những chiếc quần đỏ nhìn từ xa ở giữa húng tay và quải hương dường như tạo thành một mùa hoa màu gà nở đột ngột. Người ta gặp ở các nẻo đường những đội kỵ sĩ liên tục, súng carbin đeo dọc theo đùi, bao gươm dung dãy dọc theo sườn ngựa, túi đựng súng lục ở thắt lưng. Nhưng sự phô trương lực lượng này không phải để bắt Tartarin gan lì, đã quyết định đi qua như một quý ông to béo trong câu lạc bộ.
Theo đoàn người da đỏ, leo bàn tay và đầu gối thật thận trọng, với mọi mưu mẹo, cổ điển của những người mang sợ ở Tenidor, họ đã trượt thành công xuyên qua các đội ngũ được đầu tư kỹ, dọc theo những hàng lều trại đang thiếp ngủ và lật nhào các đồn trú, các đội quân và ra hiệu cho nhau về những lối đi nguy hiểm bằng cách bắt chước tiếng chim một cách vụng về. Phải có can đảm để mạo hiểm trong những đêm sang sủa như ban ngày. Thật sự mà nói rằng, những người bao vây có lợi khi để càng nhiều người vào càng tốt. Điều mà người ta muốn là bỏ đói tu viện hơn là tống họ đi bằng bạo lực. Cho nên binh lính sẵn sàng quay đầu đi chỗ khác khi thấy những cái bóng lang thang dưới trăng sao sáng. Còn vài sĩ quan đã dùng rượu ngải đắng ở câu lạc bộ với người giết sư tử lừng danh, nhận ra ông từ xa dù ông cải trang và chào ông với một tiếng gọi thân thuộc. Chúc ngủ ngon ông Tartarin. Khi đã vào chỗ, Tartarin tổ chức phòng thủ. Con người quỷ quái này đã đọc đủ loại sách về các cuộc bao vây và phong tỏa. Ông tập hợp những người Tarascon thành dân quân tự vệ theo lệnh của vương lệnh Pravida dũng cảm, và đầy ngoài niệm về Sebastopol và Pletna, ông cho họ đào đất vây quanh tu viện là bờ dốc, hố sâu, công sự đủ loại mà câu lạc bộ dần dần siết chặt đến không thở nổi nữa, để nỗi những người bị dây thấy như bị giam trong những bức tường đằng sau công trình phòng thủ của mình. Vốn đáng lẽ phải là chuyện của những người bao vây, tu viện quá thân thành pháo đài được đặt dưới kỷ luật quân sự là phải như thế. Tình trạng bao vây đã được tuyên bố, mọi thứ được tiến hành bằng tiếng trống rền và tiếng kèn. Ngay lúc rạng sáng khi mới thức dậy, trống đã gầm lên các sân hành lang và dưới vòng cung của tu viện. Người ta rung chuông từ sáng đến tối với những lời cầu nguyện ta ra ta, gửi cha quản lý tài chính ta ra ta, với cha tiếp khách ta ra ta ta, với những tiếng kêu khẩn thiết khô khốc và vang vọng. Xe cả không gian, người ta thổi kèn vào lúc đọc kinh chiều, kinh mai và kinh tối. Điều đó làm cho quân đội bao vây hổ thẹn, tạo nên ít tiếng động hơn, trong khi ở trên cao, trên đỉnh đồi nhỏ, đằng sau những lỗ châu mai tinh tế của pháo đài tu viện, những tiếng kèn và tiếng trống hòa trộn với những tiếng chuông ngân, tạo nên một tiếng líu lo tự hào và tung ra bốn phương một lời hứa chiến thắng, một tiếng hát hoạt bát, nửa hiếu chiến, nửa thiêng liêng. Điều quỷ quái là những người bao vây sức điềm đạm trong hàng ngũ mà không khó nhọc gì, để được cung cấp lương thực thật dễ dàng và cả ngày cử chè chén, dùng Provence nào xứ sở đầy lạc thú, tạo ra mọi thứ tốt lành, rượu vang trong vắt và vàng ống, xúc xích và xúc xích ngắn xứ ạt là dưa gan tuyệt ngon, dưa hấu tuyệt hảo, kẹo Nuga, Montelima, mọi thứ là dành cho các toán quân chính phủ, mà không có giọt máu nào ở trong tu viện bị dây. Cho nên một phía, các binh lính chưa bao giờ thấy được những lễ hội như thế, béo muốn nứt những chiếc áo dài, những con ngựa chỉ ra rằng mông của chúng sáng bóng và tròn trĩnh, trong khi bên kia bấp bênh, những người Tarascon đáng thương nhất là tầng lớp thấp, thì dậy sớm ngủ trễ, quá tải, không ngừng bị báo động, đào và chở đất ngày đêm, dưới ánh nắng và những ngọn đuốc cháy bỏng, khô héo và gầy nhom đang thương hại. Hơn nữa, lương thực của các cha lòng lành cạn dần, món pate chim én và bánh mì lê sắp cạn. Liệu người ta có còn trụ dưỡng lâu không? Đó là vấn đề mà hàng ngày người ta tranh luận trên các tường thành và sân thượng nứt nẻ vì khô hạn. Và bọn hèn nhát không chịu tấn công, những người Tarascon giơ nắm đấm về phía những chiếc quần đỏ đầm mình trong cỏ dưới bóng thông. Nhưng ý nghĩ chính họ sẽ tấn công không hề xảy ra khi đám dân dũng cảm nhỏ nhoi có tình cảm đàm phán. Chỉ một lần, Escoupagnet, một người dữ dội, nói về chuyện thử ra ngoài theo đám đông các tu sĩ đi trước và bị bọn người vũ lợi quật nhào. Tartarin nhung đôi vai rộng chỉ trả lời bằng một chữ: trẻ con. Rồi nắm tay anh chàng Escoupagnet sôi sục, ông kéo anh này lên đỉnh bờ hào ngoài và bằng một cử chỉ dương rộng những dây đeo của các toán quân sắp lớp trên đồi, các đồn lũy đặt ở mọi nẻo đường. Có hay không, chúng ta là những người bị dây phải không? Có phải chúng ta sắp tấn công?